Các mẹ biết mẹo này đảm bảo các mẹ bảo quản thực phẩm đến Tết không hỏng. Với cà chua đơn giản, các mẹ chỉ cần sử dụng một miếng băng dính, dán cái núm của cà chua lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Như thế này cà chua có thể bảo quản được 15 đến 20 ngày. Với tiêu xanh, khi mà để lâu hạt tiêu, nó sẽ bị thâm và nó đen lại. Một cách rất đơn giản các bạn, cho vào một cái hộp, sau đó các bạn đổ nước vào, làm sao cho nó ngập cái mặt của cái tiêu xanh nhá. Đóng nắp lại, cất tủ mát. Với cách như thế này, các mẹ có thể bảo quản được tiêu xanh đến 1 tháng mà không bị thâm và đen. Đối với hành lá, khi mua về mà các mẹ chưa sử dụng ngay, lưu ý đừng rửa các mẹ nhé với phần gốc hành. Các mẹ hãy bọc một phần dưới gốc vào đây cho mình. Sau đó mẹ sử dụng một chiếc hộp, các mẹ cũng lót tiếp một lớp giấy ăn ở bên dưới. Mình cho hành vào, nếu mà hành dài quá thì các mẹ có thể cắt đôi ra nhá. Như thế này các mẹ có thể bảo quản được hành trong tủ từ 10 cho đến 15 ngày mà hành vẫn tươi. Với tôm tươi sống, khi mà các mẹ mua về chưa sử dụng ngay, các mẹ sẽ cho vào một cái hộp. Bây giờ cho nước vào ngập mặt phần tôm các mẹ nhé. Và bây giờ đậy nắp lại, các mẹ bảo quản trong tủ mát sẽ giúp cho tôm giữ được độ tươi trong vòng khoảng 3 ngày. Lâu hơn mẹ bỏ tủ đá. Với dưa chuột và các loại ớt sau khi mua về xong chưa dùng hết, các mẹ hãy rửa sạch, dùng một chiếc hộp lót một tờ giấy ăn bên dưới. Cho dưa chuột vào, các bạn có thể cho ớt vào chung. Mình có thể bảo quản được 2 tuần mà dưa chuột và ớt vẫn tươi nguyên. Với cà rốt, đây là một loại thực phẩm rất là dễ bị mất nước, héo quắt nếu các mẹ để lâu trong tủ lạnh. Vậy thì mẹ sử dụng cái hộp. Các mẹ cho cà rốt vào hộp, sau đó các bạn hãy đổ nước ngập củ cà rốt. Nhớ là phải ngập củ cà rốt các mẹ nhé. Hộp phần nào là phần đầy héo thì bây giờ mẹ sẽ đậy nắp lại và cất trong tủ mát. Với cách này cà rốt có thể bảo quản được 1 tháng trong tủ mát mà vẫn tươi ngon. Với hành tây, tỏi cũng như là khoai, các mẹ lưu ý những cái thực phẩm này các bạn không nên bảo quản trong tủ mát, mà các bạn chỉ nên để ở bên ngoài, môi trường thoáng mát là các mẹ có thể bảo quản được từ 20 cho đến 30 ngày. Hoàn toàn thoải mái các mẹ nhé. Với chuối để lâu không thâm và không hỏng, rất đơn giản, các mẹ sử dụng giấy ăn làm ẩm. Sau đó các mẹ bọc cái phần cuống của cái này chuối lại. Như vậy, các bạn có thể để chuối đến 1 tuần đến 10 ngày mà chuối không thâm vẫn còn tươi nguyên. Các mẹ nhé, với rau mùi hoặc rau thì là các loại rau thơm mà có cả rễ. Như thế này các mẹ mua về đừng rửa. Hãy chuẩn bị sẵn một cốc nước, sau đó mình cho rau mùi. Ngâm vào cái cốc nước này cho cái phần rễ. Nó ngập nước, sau đó mình sử dụng một cái túi ni lông. Hoặc là các mẹ sử dụng màng bọc thực phẩm, bọc kín cái phần lá của rau mùi lại. Như thế này bây giờ các mẹ chỉ việc mang cái cốc rau mùi này cất vào tủ mát là mình có thể bảo quản được cái rau mùi này khoảng từ 1 tuần cho đến 10 ngày. Không hỏng và rất là tươi các bạn nhá. Tôi hy vọng rằng những mẹo bảo quản thực phẩm mà chúng tôi chia sẻ trong video này đã giúp bạn tổ chức một Tết trọn vẹn và an toàn cho gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.